chạy xe bị lúp bê luôn rồi kìa, chưa có chở hàng gì mà lúp bê rồi. Rồi không biết sao luôn á, để xuống coi rồi. Tới đây rồi lúp bê rồi, tới còn tới gần bến xe An Sương rồi, lúp bê rồi. Coi rồi Phước, bây giờ là lúp bê luôn rồi. Nãy là hai anh em đẩy một đoạn luôn á, lúc mà kẹt xe quá trời luôn rồi, lúc cái chết máy cứ nghĩ là bình nó không có cầm rồi, xong rồi chạy ra ti nhỏ tắt, hai người đẩy một hồi rồi xong rồi chạy nổ máy nọ chạy, bây giờ lúp bê luôn, biết là hết nước đúng thiệt chứ không có chú tâm đến. Là giờ mong là chiếc xe nó chỉ có hù con thôi, nó không nổ máy rồi, lát nó nổ máy lại chạy, chứ còn nó mà để xe cứu hộ lôi về là mệt quá. Đây. Hết nước chứ mày hết nhớt rồi. Kệ nó, mình chế lỡ cái khu chai này ra rồi để xong xin nước người ta rồi vô sao. Đó, bốc tối rồi, rồi lên. Đổ nước vô. À, sôi quá trời. Hết nước rồi. Nóng. Ai biết đâu, giờ tôi mới lấy xe về cũng đâu có biết đâu. Mới lấy về. Mới 2-3 ngày rồi, mình đâu có nghĩ là nó để đến nỗi mà không có nước đâu. Mới chạy mấy ngày. Nhưng mà kính thưa quý vị, xe tải con chạy về chùa để xin miếng ngói mà xe nó bị lúp bê, tưởng hết nhớt mà kiểm tra nhớt thì lại nó còn nhớt mà hết nước, không biết tại vì mới lấy xe này về khoảng chừng 2-3 ngày nay rồi, chở được 2 lần đâu có nghĩ là hết nước ngày nọ rồi, cũng không có chưa có thời gian kiểm tra nữa. Giờ đi tới đây này, gần tới An Sương, đây là cầu vượt Quang Trung, nên là đậu ngay đây, lấp bê ngay đây nè, tấp vô đó, chứ còn thôi ngoài đường hồi nãy kẹt xe quá trời luôn. Có chiếc xe tải này mà nhà chùa mới đưa con chạy. Rồi cho sô nước nữa nè, nó phun lên. Đây. Nãy là tính đi song hành vô. Ừ. Chị nãy mà ở dưới cầu này đi quẹo vô Tôn Chí kìa, thẳng lên là cửa chùa luôn. Không, nó sợ nó kẹt. Không đó. Rồi giờ nó đang vô hả? Đây rồi. Ở đây rồi. Giờ mình nổ máy là nó giật xuống, không biết nó có nổ được không? Không biết nó nổ được không, đời nãy bị lần không nghĩ là nó bị thiếu nước nhớ đủ nhớ. Giờ mà tầm đầy ở đây rồi, để qua nè, đậy lại anh. Để hư đời coi. Ồ, vậy xe này còn ngon. À, xe này còn ok. Đời nó học nữa mà đời được là được rồi. Trời ơi. Đảo nước tí có nó mà hụt nước xuống 100 cho nó đầy đi rồi đi. Nóng ghê, bốc khói hết rồi. Đi xe ba tài xế. Trời ơi, vậy mà cực chặt. Xe này đời 2008. Mười mấy năm rồi. Mệt quá. Tưởng là nằm đường rồi, giờ 7 giờ rồi. Giờ tới chùa mà tính chở mấy cái ngói xong rồi lên định quán Đồng Nai lại là khoảng 10 giờ tối kiểu này là chắc phải 11 giờ mới tới định quán. Đó. Ba thì cho đi gặp nạn. Ba. Ba cho. Ba thì gặp nạn luôn.
xe không nha. Hồi hôm qua đó, hôm qua là con đi á, là về là bể hàm, bể một bánh xì ở bên kia, bánh trái bể, bánh phải xì. Hôm qua đã gặp nạn một cái rồi. À, cái chú này nè, bữa trưa chạy về á, con đi làm với tờ á, bị hai cái bánh xe rồi, bánh xe sau mà chở mới có khoảng 300 kg à, mà nó bị bể bánh luôn. Nay là tới cái lớp B, còn không biết tới cái gì nữa đó. Thôi về phải cho về phải tắm xe một lần, chứ không tắm xe là phải kiểm tra toàn phần luôn. Kiểm tra lại chạy, mình nghĩ á này mình phải kiểm tra lại đúng không, toàn phần luôn chứ. Dạ, mình đâu có biết đâu, mới nhận xe 3 ngày rồi. Bảo trì đó, bảo trì lại để mình dưỡng là tốt ngon ngon để mình chạy lâu, chứ đi đường này mà đi xa không mà nằm đường chết luôn á. Cái này nó nặng bữa giờ rồi. Con chạy là mình thấy nó không có bình thường, mình đâu có nghĩ là nó đến mức độ này đâu. Nhưng mà đúng là phải kiểm tra đúng không, đúng là phải kiểm tra trước khi đi, chứ mình chở nặng không à. Nên là xe không mới từ ở Đồng Định Quán lên nên chưa có chở được gì hết đó. Chứ mà còn mà xe hàng bị cái này là kẹt quá, kẹt luôn. Tôi à, thôi cố gắng đi chứ, có cái xe rồi ngon lành rồi. Sợ không có 70 đi mượn xe rồi đi thuê xe tốn tiền, làm cho đảm bảo mà đỡ đồng nào hay đồng đó. Xe này là đời đai là ngon rồi. Cảm ơn chú nha. Lấy cái bình nước bỏ xe kìa. Lấy cái bình nước cho cái bình nước. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ một phần. Lấy cái đó đi. Để bỏ đồ sao. Lên đường tiếp, giờ vô tới chùa Nghĩa Trang Chùa Hồng Pháp để xin mấy cái ngói của thầy chủ trì cho, để về lợp cái nhà vệ sinh. Rồi hôm nay là trải nghiệm lần đầu phải không, lần đầu đi chở hàng, hôm nay là lần hai rồi. Hai chú này là ở trên Định Quán lần hai luôn, ở xã Tích Chân. Bỏ từ ngày đi vô chùa đến nay là bỏ nhậu luôn rồi quý vị. Quý vị Tam Bảo, mới quý vị Tam Bảo chủ nhật và hưởng sư phụ chân tính quý vị cho đó. Mà hôm đó con đi lên 8 người đó, chú này mới nên chưa có dịp. Bây giờ thôi lên đường tiếp. Bỏ mấy cái dây đồ gian sao hết, trở lại vị trí cũ đi. Hên quá ha, nếu mà mình tưởng là nó không nổ máy rồi là kẹt đó nha. Nó nổ máy rồi là xe này là ngon. Không, bỏ đằng sau yên á. Bỏ lại y như cũ á, để mình xài. Bỏ cứ dồn vô y như cũ á. Cái chú này nè, làm bữa là cạo đầu cho con á, lên bao nhiêu tháng mà chưa được cạo đầu, mà nhỏ lên mới có một ngày được cạo đầu rồi.
Rồi thôi, kính chào quý vị, con lên đường tiếp tục vô chuồng Pháp để xin ngói đem về sử dụng ở định quán ở đạo tràng của con. Nam mô Di Phật, kính chào quý vị. Rồi chào nha. Bây giờ thoát nạn rồi. Thoát nạn rồi, thoát nạn rồi. Rồi ổn rồi phải không? Lên đường. Thoát nạn, nạn thứ mấy kiếm rồi. 81 nạn đã thoát rồi. Rồi giờ chạy vô tới hẻm của sông Hành khoảng chừng 10 phút nữa tới chuồng Pháp rồi. Rồi bây giờ ba tài xế, chiếc xe này ba tài xế, bây giờ lỗi này là do ai nè? Con do đó đúng thì là hôm qua chạy phải không, bởi hai cái vỏ rồi mà kêu về kiểm tra, mà rồi kiểm tra vỏ mà không có kiểm tra máy, đúng không? Rồi nhận lỗi rồi nha. Nhận lỗi rồi nè, còn tài xế này phụ là không biết gì đúng không? Tài xế phụ chưa chạy bao giờ. Không mà cô Dông có phần đó cũng có lỗi, con lấy xe về, con chạy về mà con chạy không có biết sửa xe nên không có biết nó bị cái hư gì đó, thấy cũng lạ. Nhưng mà thôi, chạy được thì chắc cũng không sao đâu, thì cứ chạy rồi đến chú này cũng thấy lạ, nhưng mà cũng nghĩ là xe của chùa xe còn mới đẹp mà sao mà lại vậy ha. Không ngờ, trời ơi, nhìn bề ngoài đẹp đẽ như vậy mà, bởi vì đúng là người ta nói tốt gỗ đó hơn tốt nước sơn, bởi vì ta nhìn bề ngoài là không phải vậy đâu, coi vậy không phải vậy đâu. Xe ngoài đẹp, xe bên ngoài vậy biết hình mà không biết tâm nha đó, gửi xe thấy ngoài đẹp mà đó nát bét rồi. Nhưng mà bây giờ đây là ok, hên là không có nằm đường, phải cứu hộ về là may mắn lắm rồi. Rồi xin mười phương chư Phật gia hộ cho chiếc xe này chạy được 10 năm nữa. Quý vị hộ niệm giùm con nha, để con phụng sự